Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Quốc hội bầu một số chức danh và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Lâm. Kỳ họp lần thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Vải trứng Hưng Yên, cung không đủ cầu. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội chất vấn và bổ sung nội dung công tác nhân sự vào chương trình làm việc. Tham dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Cũng trong buổi chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội. Theo đó, 465 trên 467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, trong phiên chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sáng ngày 6 tháng 6, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đặt câu hỏi về những giải pháp trong thời gian tới để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Lâm hiện có 3 nút thắt cần tháo gỡ để sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong tương lai gần. Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm diễn ra chiều qua. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Dưới sự điều hành, phần thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản, các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng trong năm 2023 và đầu năm 2024, huyện Văn Lâm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực toàn diện cả về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Văn Lâm tiếp tục là điểm sáng về sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, cải cách hành chính, giáo dục đào tạo. Huyện Văn Lâm đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2025 là tiêu chí đô thị loại 4 toàn huyện, khu vực trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại 3. Đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, góp phần quan trọng đưa tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, các ý kiến cũng thống nhất nhận định sự phát triển của huyện Văn Lâm chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, dân số đông, sớm đi trước phát triển công nghiệp so với các địa phương khác trong tỉnh. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, một số ý kiến thẳng thắn nêu rõ các tồn tại hạn chế của Văn Lâm để có giải pháp khắc phục tháo gỡ. Cái ô nhiễm môi trường của Văn Lâm là vô cùng là nhức nhối. Có hai cái làng nghề nằm trong cái dạng tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. Thì Văn Lâm thì bây giờ là đã quy hoạch các cái cụm công nghiệp rồi, cũng có những cái cụm công nghiệp và triển khai rồi thì phải tuyên truyền vận động nhân dân di chuyển ra chỗ mới. Một trong những cái nữa mà Văn Lâm không thể làm ngơ được, đấy là giải quyết những cái tồn đọng đã kéo dài nhiều năm nay trong cái việc mà giải phóng mặt bằng tiếp nhận các cái dự án rời lẻ. Cái này không thể là trách nhiệm của tỉnh được, mà nó là trách nhiệm của huyện. Công tác quy hoạch của Văn Lâm rất là thiếu bài bản và rất là lúng túng. Mặc dù kinh tế phát triển, nhưng mà nó tồn đọng ở góc độ là phân cực vùng về thu nhập. Chỉ được mấy xã ở bám cái đường năm cũ khi phát triển. Bên cạnh việc giải đáp, làm rõ những đề xuất kiến nghị của huyện Văn Lâm, các ý kiến cũng gợi mở một số giải pháp để huyện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Chúng ta đã thống nhất là đưa Văn Lâm lên thẳng thành phố. Thì tức là thành phố thì phải tối thiểu đạt đô thị loại 3. Nhưng đến 2025 mà Văn Lâm không đặt vấn đề hoàn thành và được Bộ Xây dựng phê duyệt cái quy hoạch đô thị toàn huyện thì các đồng chí sẽ đối mặt với một cái nguy cơ là sẽ phải tổ chức sắp xếp. Thế thì tôi rất đề nghị các ông chí phải nghiên cứu ngay và xây dựng cái lộ trình để xây dựng quy hoạch Văn Lâm trở thành đô thị đã và đô thị toàn huyện và từng bước xây dựng các cái hạng mục để chúng ta đón đến khoảng năm 2027 là các ông chí phải xong. Phát biểu tại hội nghị,
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn yêu cầu huyện Văn Lâm cần đề ra các giải pháp cụ thể sát thực tế để kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại hạn chế. Đồng chí cũng giải đáp làm rõ kiến nghị của huyện Văn Lâm về chương trình phát triển đô thị của huyện và nội dung đề nghị tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo chung đối với chức danh trưởng ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ huyện Văn Lâm vẫn đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo đạt được những kết quả cao toàn diện trong cả 3 năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Đồng chí cũng trực tiếp giải đáp cho ý kiến vào 12 đề xuất kiến nghị trong 7 nhóm vấn đề của huyện, đồng thời phân tích rõ các tồn tại hạn chế, những thách thức lớn đối với huyện Văn Lâm. Bên cạnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, sự phát triển của Văn Lâm đang thiếu tính hệ thống, thiếu kết nối, mang tính phân tán, manh mún kéo dài qua nhiều năm. Hạ tầng giao thông, xã hội, dịch vụ, đô thị chưa có điểm nhấn, thiếu tính chất động lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ba nút thắt cũng là ba thách thức lớn nhất đối với huyện Văn Lâm hiện nay. Một là triển khai các dự án đầu tư công chậm do khó khăn về giải phóng mặt bằng, rồi thiếu hụt các nguồn thu. Từ nguồn thu đấu giá đất, bởi vì là nhìn lại cái cơ cấu về để đầu tư ở huyện mình, các công ty trình từ huyện đến xã chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đất. Thì chúng ta nhìn lại cái danh mục dự án của huyện Văn Lâm của chúng ta dàn trải, manh mún, thiếu cái dự án động lực. Bởi vì có đánh trực diện vào các cái chỉ tiêu, các tiêu chí về đô thị loại 4 đâu, vẫn cứ giải mành mành ra thế này. Thắt thứ hai là năng lực quản lý của chúng ta cũng còn rất là hạn chế. Một số nơi buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, thế thì nó mới xảy đến những cái tình trạng vi phạm pháp luật. Nút thắt thứ ba, dư địa để thu hút các dự án lớn, dư địa cho phát triển của Văn Lâm hiện nay đang được thu hẹp, do hầu hết là đất của chúng ta đã dành cho các dự án rời lẻ, quy mô nhỏ, manh mún và để lại hậu quả rất lớn về quản lý nhà nước và về quản trị môi trường. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách cả trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, loại bỏ bớt đi những cái dự án mà nó chưa cấp bách, chưa cần thiết ấy, tính khả thi thấp, để tập trung vốn triển khai những cái dự án lớn, dự án quan trọng mang tính chất động lực, tạo sức lan tỏa cho sự phát triển chung của cả huyện, đặc biệt là gắn với việc thực hiện cái mục tiêu đến năm 2025 chúng ta trở thành đô thị loại 4. Về công tác giải phóng mặt bằng thì đây vẫn là ưu tiên số 1, thì đề nghị là Ban Thường vụ huyện ủy phải chỉ đạo rất là quyết liệt, trọng tâm vẫn là đường vành đai 4 và các dự án tỉnh triển khai trên địa bàn huyện. Đề nghị là các đồng chí chủ động tập trung xây dựng, điều chỉnh, chính cấp có thẩm quyền các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị của huyện. Điều gì thì vẫn là cái mục tiêu là chúng ta trở thành đô thị loại 4 đến năm 2025 và đô thị loại 3 năm 2030. Về ô nhiễm môi trường, chúng ta có sống được mãi thế này không? Chúng ta làm giàu để hưởng thụ cuộc sống nó có chất lượng hơn. Bây giờ chủ trương thì có rồi, các đồng chí khẩn trương triển khai cái hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư đối với làng nghề tái chế nhựa, rồi Chì Đông Mai. Đây là sinh kế của người dân. Chúng ta có quyền hạn chế, quyền kinh doanh, quyền lao động. Nhưng mà thôi làm gì thì làm, các bác phải thượng tôn pháp luật, phải bảo đảm là các quy định về bảo vệ môi trường. Thế bây giờ họ không có công nghệ để xử lý chất thải, nước thải như vậy. Tôi cho một khoảng thời gian nhất định để chuyển đổi. Sau thời gian đấy mà ông không chuyển đổi, lúc đấy là tôi chấm dứt hoạt động. Nhất định chúng ta phải làm vì sự trong sạch của môi trường, vì sức khỏe của người dân. Đây là vấn đề rất nóng, rất cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Văn Lâm của chúng ta, cùng với quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 20 để xem xét một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh đã đề ra. Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận xem xét thông qua một số nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ quan trọng cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực đảm bảo chế độ chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt, việc trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết như về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức hỗ trợ bồi dưỡng và một số chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2024 để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh bổ sung năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Việc bổ đắp nguồn và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, dự toán chi do giảm thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cùng một số nội dung khác. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 13 nghị quyết chuyên đề đã được trình, đồng thời biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Lê Quang Hòa, Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Thơ, Nguyên Giám đốc Sở Công Thương do chuyển công tác, Nguyễn Văn Phú, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do nghỉ hưu. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Công Thương, Vũ Văn Kiên, Giám đốc Sở Nội vụ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận đánh giá khách quan toàn diện và thống nhất thông qua 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có 13 nghị quyết chuyên đề và 5 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới. Kết quả thành công của kỳ họp đã thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được cử tri và nhân dân giao phó. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, chúng ta phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Đồng thời cũng phải xây dựng và chuẩn bị thật tốt những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Vì vậy, Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban tỉnh các cấp các ngành tiếp tục quyết liệt hơn nữa, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, trong đó lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Đối với các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy ban tỉnh cần sớm cụ thể hóa và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 để trình các cơ quan chức năng xem xét quyết định. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp chính quyền chúng ta phải quyết liệt hơn nữa. Thứ nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai là phải chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện các quy trình chủ trương đầu tư, thủ tục đầu tư, rồi thi công. Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời có giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 24 và cả giai đoạn 2021-2025. Chúng ta mà thực hiện cái công bố quy hoạch tỉnh, chúng ta phải điều chỉnh các nội dung, rà soát lại các chỉ tiêu để đảm bảo theo đúng thực hiện theo quy hoạch của Trung ương phê duyệt của tỉnh, quy hoạch chung của tỉnh. Các nội dung của chúng ta là sẽ bị đẩy nhanh hơn. Ví dụ là cái phát triển đô thị để chúng ta thành thành phố thị xã thì sẽ đẩy nhanh hơn so với trước kia dự kiến. Thế như thế. Thì buộc chúng ta phải điều chỉnh rà soát lại.
đặc biệt là nguồn lực để tổ chức ra tổ chức thực hiện, các giải pháp tối ưu nhất để chúng ta tổ chức thực hiện. Thì đề nghị các địa phương, rồi các sở ngành, các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh, để chúng ta tập trung chỉ đạo để thực hiện cái này. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc vụ vải trứng năm 2024. Thời điểm này, các hộ trồng vải tại xã Phan Xào Nam, huyện Phú Cừ vẫn đang tích cực thu hoạch để giao cho thương lái, dù nguồn cung vẫn không đủ cầu. Hộ ông Trần Văn Chiến tại thôn Trà Bộ có đơn đặt hàng 4 tạ vải, nhưng ông chỉ cung ứng được khoảng trên 3 tạ. Do sản lượng vải nhà ông đã cơ bản gần hết và điều kiện thời tiết mưa thất thường, rất khó để thu hoạch. Ông là một trong số ít những hộ tại xã Phan Xào Nam hiện còn vải để giao cho khách hàng. Vụ vải năm nay, gia đình ông thu khoảng 5 tấn và đã bán gần hết với giá tại vườn trên 100.000 đồng một kg. Mà năm nay thì vườn của chúng tôi thì nói về chất lượng thì hơn năm ngoái. Và coi là quả vải thì mẫu mã đẹp hơn. Chúng tôi chăm sóc theo yêu cầu của Việt Gáp, trao đổi với các hộ gia đình thì chúng tôi tuân thủ về cái kỹ thuật phun và quay chăm bón, không quay lợi dụng thực phẩm thuốc. Vụ vải năm nay, hợp tác xã vải trứng Phan Xào Nam đã thu mua cho bà con khoảng 50 tấn quả. Giá bán thời điểm hiện tại là 150.000 đồng một kg. Hiện nay vẫn có nhiều nơi khác liên hệ đặt mua vải. Tuy nhiên, để giữ thương hiệu quả vải trứng, hợp tác xã đã định hướng bà con khi xuất bán phải chọn lọc kỹ càng quả vải to, đẹp mẫu mã. Hiện các hộ trồng vải trứng tại xã Phan Xào Nam đã cơ bản hoàn thành thu hoạch vải trứng. Dù diện tích năm nay tăng so với các năm, tuy nhiên sản lượng năm nay ước đạt 150 tấn quả bằng với vụ vải trứng năm 2023. Do điều kiện thời tiết thất thường đã ảnh hưởng tới nhiều diện tích trồng vải, thời điểm này cung không đủ cầu, xã khuyến cáo bà con không đầu cơ trục lợi bán phá giá, đặc biệt giữ thương hiệu vải trứng, không trà trộn quả vải khác để bán. 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 19.500 tỷ đồng và bằng gần 60% so với dự toán được giao. Trong đó, thu thuế nội địa đạt trên 17.800 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất đạt trên 11.600 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 1.700 tỷ đồng. Trong các sắc thuế thu nội địa, nhiều khoản thu đạt cao như khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 64%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 116%. Bên cạnh đó, một số khoản thu đã hoàn thành cả năm 2024 như thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, thu hoa lợi công sản, tiền bồi thường hỗ trợ. So với cùng kỳ năm trước, các khoản thu sắc thuế quan trọng đều đã vượt cao hơn. Năm 2024, Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ đầu năm 2024 đến nay của tỉnh Hưng Yên xếp hạng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Hưng Yên đạt 83 điểm xếp sau các tỉnh Cà Mau, Bình Định, trong đó chỉ số công khai minh bạch 10,6 trên 18 điểm cao hơn trung bình cả nước. Chỉ số tiến độ giải quyết 19,7 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 18,2 trên 20 điểm, đạt tỷ lệ 98,6%, xếp hạng thứ 1 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến là 8,1 trên 12 điểm, thanh toán trực tuyến 9,2 trên 10 điểm, chỉ số mức độ hài lòng 17,9 trên 18 điểm, chỉ số về số hóa hồ sơ, tất cả đều cao hơn trung bình cả nước. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai thực hiện tại 171 trên 171 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.